Kính thưa chư tôn đức giáo phẩm của Phật giáo, Hội Phật giáo, thưa chư vị chủ tọa hội thảo, thưa chư vị tham gia hội thảo, thì Quảng Bình là một vùng đất mà Phật giáo có mặt từ lâu đời, và từ thời đại Việt qua các thời kỳ thì Phật giáo đã phát triển rất mạnh, và qua khảo sát bước đầu chưa có điều kiện để thống kê, nhưng mà theo như danh mục làng xã của nhà nghiên cứu Lương Duy Tâm năm 1935 thì Quảng Bình có trên 300 làng xã, và cái thiết chế là đình, đền, miếu, vụ là thiết chế phổ biến của các làng xã trên đất Quảng Bình cũng như của Đại Việt trước đây. Thì ở đâu làng nào có đình đều có lập lập chùa. Nhưng đến bây giờ do cái điều kiện tồn tại của các ngôi chùa không còn, các ngôi đình không còn, cho nên cái việc kiểm đếm thì đây là một cái việc mà cần phải được quan tâm. Trong số hơn 200 ngôi chùa, tức là khoảng 80% số làng xã của tỉnh Quảng Bình có chùa, thì có một số ngôi chùa là chùa quan, nó gắn với cái thời kỳ lịch sử đầy biến động. Một nơi mà năm 1744, khi chúa Nguyễn hoạch định lại địa hành chính xứ Đằng Trong có 13 dinh, thì riêng Quảng Bình đã chiếm 3 dinh. Có nghĩa là đây là một nơi tập trung của cái thời kỳ mà chúa Nguyễn tập trung bảo vệ ở vùng Bắc để tạo điều kiện phát triển vào phía Nam. Và gắn với cái đó thì có những ngôi chùa quan gắn với các dinh, mà trong đó là chùa Kính Thiên là một ngôi chùa chùa quan. Một ngôi chùa quan nữa tôi chưa xác định được tên, nhưng mà ở vùng Chánh Hòa nơi dinh bố trí. Và ngôi chùa quan là ngôi chùa Cảnh Tiên, thì ở Tráng Tiệp, là trung tâm của đạo Lưu Đồn, được thành lập năm 1648. Nhưng mà ngôi chùa này thì được xây dựng vào sau năm 1672, khi mà cuộc chiến năm 1672 rất ác liệt giữa quân Trịnh và quân Nguyễn được diễn ra, mà nơi trung tâm là nơi chúng ta đang còn ngồi hội thảo đây, diễn ra trong cái cuộc chiến đó. Thì sau kết thúc cuộc chiến đó, bắt đầu phân thực sự, tức là phân ranh, lấy sông Danh làm ranh giới. Và kết thúc cuộc chiến đó, thì vị tướng Chiêu Vũ Hầu Nguyễn Hữu Dật khi mất ấy, thì là được chúa Nguyễn ban là Chiêu Quần Công, và sau này được vua Nguyễn ban là tước tiết chế Trấn Thuần Hóa, Tịnh Quốc Công Nguyễn Hữu Dật. Ông thì quê ở Thanh Hóa, cùng quê và cùng họ với chúa, và vào Nam theo cha vào năm 1608 khi mới 5 tuổi, và định cư là ở tại làng Vạn Toàn, tức là Vạn Toàn Xã của Tổng Huỳnh Phổ, phủ Quảng Ninh, Tổng Huỳnh Phổ, huyện Khang Lộc trước đây, sau này là thuộc huyện Quảng Ninh, nay là xã Vạn Ninh. Thì kết thúc chiến tranh, ông đã lúc đó ông đã tổ chức một cái đại lễ ở bên bờ Nam sông Danh để cầu siêu cho các tướng sĩ trần vong của cả hai phía, và ông xây dựng chùa Cảnh Tiên ở tại trung tâm chỉ huy của đảo Lưu Đồn, nơi quản lý 10 thập đạo cơ binh. Cho nên bây giờ trong dân gian này vẫn quen gọi cái vùng đất Tràng Tiệp đó là Dinh 10.
là gen 10, chứ không phải gen thứ 10, là cái gen mà quản thập đạo cơ bích. Thì từ khi xây dựng ở chùa Cảnh Tiên, xây dựng chùa Cảnh Tiên ở tại Tràng Tiệp, Tràng Tiệp ấp, và nay là thôn Dinh 10, xã Gia Ninh, thì Tràng Tiệp này trước đây là thuộc Tổng Trung Quán. Đến năm 1838 thì chia đôi Tổng Trung Quán thành hai tổng, là Tổng Trung Quán và Tổng Võ Xá. Thì Tràng Tiệp này là thuộc Tổng Võ Xá, nay là thôn Dinh 10, xã Võ Ninh, xã Gia Ninh. Và cái ngôi chùa này lại được kế thế của ba thế hệ ông, cha và con, là họ đều là những cư sĩ, nhưng là những mệnh quan của Chúa, là những vị tướng làm trấn thủ ở đảo Lũ Đồn. Đầu tiên đó là ngài Nguyễn Hữu Dật, sinh năm 1603 và mất năm 1680. Sự của triều Nguyễn ghi chùa Cảnh Tiên do Nguyễn Hữu Dật xây dựng, thì xây dựng đó là vào thời điểm chúng tôi xác định là sau năm 1672, trước năm 1680, tức là trước khi ông mất và sau khi kết thúc cái cuộc chiến tranh ác liệt nhất là năm 1672, cuộc chiến ác liệt nhất. Và khi ông qua đời thì kế tiếp sau đó, con trai của ông đó là Hào Lương Hầu Nguyễn Hữu Hào, sau này được vua Nguyễn là truy phong là Võ Quần Công. Thì ông là nhà thơ viết truyền thơ Nôm Song Tin Bất Già, dài truyền thơ dài đầu tiên của Việt Nam. Và ông là người là phụ trách chánh trưởng dinh đảo Lũ Đồn, và làm trưởng dinh đảo Lũ Đồn, ông cũng đồng thời kế tục sự nghiệp của cha là một cư sĩ làm quan và quan tâm đến cái việc tiếp tục phục dựng ngôi chùa để làm nơi cho quan binh và dân chúng hướng cái hướng thiền, hướng cái lòng mình về với Phật. Người kế tiếp Hào Lương Hầu, tức là Hào Lương Hầu mất năm 1713, thì người kế tiếp đối với ngôi chùa này là con trai của Hào Lương Hầu, là cháu đích tôn của ngài Nguyễn Hữu Dật, là Thiền Chánh Hầu Nguyễn Hữu Thuyên. Ngài Nguyễn Hữu Thuyên trong lịch sử của triều Nguyễn có ghi lại một cái chi tiết, tức là người ngộ Phật ở trên núi Thần Đính. Là câu chuyện kể lại, nhân lúc nhàn rỗi công việc, ông đã lên núi chùa núi. Ông là một người thiền tri thức, và khi lên chùa núi thì gặp một ông lão râu tóc bạc phơ đang đến và nói chuyện, và nói rằng là hẹn gặp ở Bích Đồng. Thì như vậy, với chi tiết đó thì ông ngộ ra một điều, thì là mình được gặp Phật. Bởi vì sau khi nói hẹn gặp ở Bích Đồng thì cụ lão là biến mất, thì ông ngộ ra đó là Phật. Và ông đã viết một cái bài văn bằng quốc ngữ, bằng chữ Nôm, để là kể lại cái câu chuyện ngộ Phật, gặp Phật ở trên núi Thần Đinh. Thì như vậy, chùa Cảnh Tiên nối dài và tồn tại cho đến những năm kháng chiến chống Mỹ, thì nơi đây vẫn là những nơi mà để cho những lúc ác liệt nhất xe cộ là phải vào ẩn lánh. Và cũng là cái nơi mà trong thời kỳ chiến tranh là để học hành, để làm kho tàng. Và chùa này mới bị hư hỏng trong sau hòa bình này. Sau đó thì đội giao thông, có một cái đội giao thông duy tu trên đường quốc lộ 1 ở Gia Ninh ấy, là đóng trụ sở ở tại sân chùa. Còn nền chùa thì một gia đình là
làm nhà, hiện đang còn con nhà ở đó. Dấu tích còn lại ở đó thì là có cái khuôn viên, và đặc biệt là còn có một cái cây gà, còn có một cái hoa gạo là cây cổ thụ, và đến mùa tháng 3 thì nó lại ra hoa, cây gạo ra hoa. Khuôn viên của chùa Cảnh Tiên không chỉ giới hạn trong 600 mét vuông đất còn lại, mà khuôn viên đó từ trước là từ giữa cái đồng cát Đại Trường Sa mà ra cho đến tận Rầu Bạc, tức là cái nguồn của sông Kiến Giang cũ mà đi qua trước mặt của dinh 10 đó, tức là từ đông ra. Cho nên với diện tích là đến theo dân ở khu vực đó bây giờ là 3 trộn nhà dân ở, và qua đường quốc lộ ra cho đến ngoài đó thì cỡ khoảng là 4-5 hecta là diện tích. Và diện tích đó là cái vùng đầm lầy đất bồi, cho nên á, là cái khuôn viên trước mặt đó trước đây là toàn là hồ sen, sau này khi làm cái đường thuộc địa đi qua và nay là đường quốc lộ 1 thì nó tách cái khuôn viên đó ra hai nửa, một nửa về đằng đông ra đến đồng cát, và một nửa là về phía trước các cái bầu nước của cái sông Bình Giang mà bị cát bồi lấp. Và điều đáng nói ở đây ấy, là cái ngôi chùa này nó gắn với ba nhân vật lịch sử, đó là Tiết Chế, Trấn Thuần Hóa, Tịnh Quốc Công Nguyễn Hữu Giật và Võ Quần Công Nguyễn Hữu Hào với Thiền Chánh Hầu Nguyễn Hữu Thuyên. Cả ba ông này đều là những danh tướng nhưng đồng thời là những cư sĩ rất mộ Phật và đã ngộ Phật, bởi vì dân gian đã tôn các vị là Bồ Tát Phật, tôn các vị là Bồ Tát Phật. Hiện tại thì dấu tích là còn như thế, một thực tế như thế, nhưng mà cái nguyện vọng để trùng tu tôn tạo thì cũng đang còn gặp có những cái trở ngại khác nhau, hoặc là trở ngại đất đai, hoặc là trở ngại về cái kinh phí, hoặc là trở ngại về cái khâu tổ chức. Thì những cái đó cần đề nghị là các cơ quan chức năng cần được quan tâm, bởi vì nó thể hiện trong cái tâm linh hướng Phật. Và để nói thêm, bổ sung thêm một chi tiết tâm linh hướng Phật, lúc này khi giới thiệu ở đây, thầy Thích Không Nhiên có nhắc tới là hai tấm bia được đặt ở nơi sân của khuôn viên nhà thờ họ Hoàng, cách cái khu chùa đó cỡ khoảng 300 mét. Thì để thấy rằng là trong theo như trong sự quá trình sưu tầm 30 năm này về thì của tôi về những cái dấu tích này ấy, thì dân ở đó họ cho biết ấy, là trước đây có 7 tấm bia và bây giờ còn lưu lại 2 tấm bia. Hai tấm bia đó được bà con trong dòng họ Hoàng đó là dừng được sân để giữ lại cái sợ bị mất đi. Nên là đó cũng thể hiện cái tấm lòng hướng Phật và hướng thiện. Thì như vậy là cái nhu cầu sinh hoạt tâm linh có, thì cái việc mà phục dựng cái di tích này không chỉ là di tích Phật giáo đơn thuần, mà đó còn là một di tích lịch sử gắn với danh nhân lịch sử. Thưa quý vị, cho tôi xin phép được có nêu thêm vài ý. Trong buổi sáng, những cái phát biểu của các nhà nghiên cứu thì rất sâu sắc và giúp cho chúng tôi, những người mà ít hiểu biết về Phật giáo và Phật học, thì được hiểu thêm. Nhưng mà là một người sưu tầm theo hình thức dân gian, tức là điền giả trên vùng quê rồi sau đó ghi chép lại rồi ấy, thì chúng tôi thấy có mấy cái này là đã có cái báo cáo đề cập đến cái Phật giáo gắn với thời kỳ Champa mà ở
được nghiên cứu ở tại Đồng Phong Nha. Nhưng mà trên địa bàn này thì có hai cái chùa hang rất gần nhau, và hai chùa hang đó cũng gần với hai cái di tích, là hai di tích về đền thờ Chống. Thứ nhất là chùa hang trên núi Thần Đinh. Núi Thần Đinh có cái truyền ngôn là Đâu Mâu Đa Tiên, Thần Đinh Đa Phật. Và nếu mà chúng ta chịu khó quan sát thì sẽ thấy mặt núi của núi Thần Đinh biểu tượng của Phật Bà đang nằm. Và như vậy thì hiện nay có tượng Phật Bà trên núi, nhưng mà đều là tượng nhân tạo. Nhưng mà còn một ngôi tượng vĩ đại nhất mà thiên nhiên ban tặng, đó là cái mặt núi Thần Đinh, là tượng hình Phật Bà. Và trên núi Thần Đinh ở độ cao 300 mét so với mực nước biển là chùa hang. Chùa hang trên ba cái đỉnh, thì cái đỉnh chùa hang này nằm ở đỉnh Thần Đinh. Đỉnh trên đó có ba đỉnh, thì là đỉnh Long Lào và đỉnh Kỳ Lân, và đỉnh Thần Đinh là ở phía tây bắc của cái chùa cổ Kim Phong ở trên núi. Vào ở trong chùa hang thì có bốn ngách hang, và tôi thì mới đi khảo sát được hai ngách hang. Trong đó có một cái ngách hang phía đằng đông nam là sâu khoảng 50 mét, và ở trong đó có một cái cung mà nhụ đá và mâm đá, nhụ đá giọt xuống và mâm đá nhô lên biểu tượng thành cái cung Phật. Điều đó tôi có giới thiệu trong cuốn sách tôi mới viết và xuất bản năm ngoái, là cuốn Núi Thần Đinh, Chùa Kim Phong, Cội Nguồn và Kết Nối. Và ở đó tôi đã có dịp là thử chiêm nghiệm, là lúc không có ánh sáng, nhắm mắt lại sau 3 đến 5 phút đó, thì mở mắt ra để thích nghi với cái môi trường bóng tối, thì giống như mình đang ngồi giữa vũ trụ. Bởi vì bao quanh mình từ mặt đất lên đến vòm mái của hang là đều lung linh tỏa sáng ánh sao, tức là phát sáng, các cái tinh thể nó tự phát sáng. Thì ở đây nên chăng cần có một cái cuộc khảo sát, và kỹ hơn nữa đối với các nhà khoa học, đó là một cuộc khảo cổ để xác định cái tầng văn hóa của cái chùa hang này. Cái chùa hang này của Thần Đinh theo đường chim bay chỉ cách cái đền thờ Đại Hữu, đền thờ Chấm Đại Hữu là chưa đầy 2 km. Cho nên á, là trong quá trình để viết cái cuốn sách đó thì tôi tự đặt ra một cái nghi vấn, nhưng bởi vì chưa đủ cái kiến thức và chưa đủ căn cứ để lý giải nó, phải chăng từ thời Chiêm Thành những người dân Champa đã đến với chùa hang này, và đó là cái nơi mà họ xem như cái ngôi chùa của mình trong lòng núi? Thì đó là một điều băn khoăn mà cần được các nhà nghiên cứu và các nhà khảo cứu về khảo cổ là giúp cho để làm rõ. Cái chùa hang thứ hai đó là chùa hang trên núi Áng Sơn. Hiện tại núi Áng Sơn trở thành cái quần thể công nghiệp xi măng, và ngọn núi đó đang dần đánh sập. Thì ở đó có một cái hang, cái chùa hang. Chùa hang đó thời chiến tranh chống Mỹ là cả nông thương bộ lên đóng ở đó được. Thế nhưng mà bây giờ thì đánh sắp sập rồi. Và trong quá trình sưu tầm thì những người dân đã cho tôi thấy được là những bộ sưu tập cái đồ đá ở trong hang núi này. Và bởi vì nó trên quê của tôi, cho nên là lúc nhỏ tôi đã đi lên trên và nhìn thấy những cái bàn thờ Phật ở trong lòng hang. Thì cái ngọn núi Áng Sơn này, các cụ có truyền đó là tên của ngọn núi gọi là ngọn Phù Bồ, tức là nơi Phật tọa. Dạng hình của ngọn núi là hình con voi đang phục, con voi phục, và ở đằng giữa là nổi lên một cái tòa, một cái đài giống như là cái bành của con voi
để mà ngồi trên đúng vai, thì cái tòa đó nó nổi lên theo các tầng tháp, và các cụ trên địa bàn gọi đó là ngọn Phú Bồ, tức là nơi Phật tòa. Tất nhiên bây giờ di tích đã là đấy, thì chúng tôi muốn khảo sát, muốn được các nhà nghiên cứu khảo sát về cái tầng văn hóa trong cái hang chùa hang đó. Và cuối cùng thì kính cảm ơn các vị đã lắng nghe.